Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình xin giới thiệu bài viết của mình có tựa đề là Văn hóa mì gói. Có lẽ mì gói là cái thứ duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trong nhà của bất cứ người nào, từ người giàu cho đến người nghèo. Mì gói đã trở nên quá phổ biến đối với người Việt Nam, ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Theo báo điện tử Thương Trường Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2020, thì Việt Nam là nước có tỷ lệ tiêu thụ mì gói đứng thứ 5 trên thế giới, theo thống kê năm 2019, với 5,2 tỷ gói trong một năm, dẫn đầu là Trung Quốc, 40,25 tỷ gói trong một năm, Indonesia, 12,540 tỷ gói trong một năm, Ấn Độ, 6,06 tỷ gói trong một năm, Nhật Bản, 5,78 tỷ gói trong một năm. Tuy nhiên, nếu tính theo dân số 95 triệu dân vào năm 2018, thì người Việt tiêu thụ gần 55 gói mì trong một năm, cao hơn quốc gia dẫn đầu về mì gói là Trung Quốc, chỉ có 31 gói, Indonesia 46,4 gói, Nhật Bản 45,8 gói. Mọi người Việt từ trẻ em dùng mì gói như thức ăn vặt, cho đến học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng, ai cũng ăn mì gói. Mì gói trở nên hấp dẫn bởi tính tiết kiệm thời gian, đơn giản, nhanh gọn. Chỉ cần một ít nước sôi, một gói mì trong vòng 3 phút đã có một tô mì thơm phức, nóng hổi. Những ai đi du lịch xa, lâu ngày, trong vali lúc nào cũng có mì gói. Để khi tối đến, khi đói bụng đã có sẵn một thứ để cứu đói. Mì gói có thể ăn theo nhiều cách khác nhau, ăn không, ăn mì khô trụn qua nước sôi, mì nước cho thêm rau, một ít tôm thịt, mì xào, vân vân. Các hàng quán, nhà hàng thì cũng có mì gói cho những thực khách muốn thay thế bánh phở, mì hủ tiếu, bún tươi bằng mì gói. Chúng ta hãy đi qua quy trình chế biến mì gói để xem sao ha. Mì ăn liền được tạo ra từ bột mì, tinh bột với bột kanxui và các thành phần khác để giúp cải thiện cấu trúc sợi mì và hương vị. Ngoài ra, bột mì có thể trộn với bột kiều mạch để gọi là sobi. Sau khi các nguyên liệu được kết hợp với nhau qua quá trình trộn, nhào, ủ bột, bột được cán ra cách thành sợi và quay máy để tạo thành gợn sóng. Sau đó, mì được đem đi hấp chín ở nhiệt độ 100 độ C trong vòng 1 cho đến 5 phút để hồ hòa tinh bột và cải thiện kết cấu của sợi mì. Một lần nữa, mì lại qua công đoạn chế biến qua nhiệt lần 2 là đem đi chiên hay sấy. Mì được chiên ở nhiệt độ 140 cho đến 160 độ C trong vòng 1 đến 2 phút. Các loại mì được bán ra ở châu Á thì dùng dầu cọ. Còn các loại mì được bán ra ở khu vực Bắc Mỹ thì nhà sản xuất họ dùng dầu canola, dầu hạt bông và dầu cọ. Mì sấy thì được sấy trong không khí nóng từ 70 cho đến 90 độ C trong vòng 30 cho đến 40 phút. Mì chiên được ưa chuộng hơn vì ăn ngon hơn và chiếm 80% thị trường. Mì sấy khi tiếp xúc với khí nóng không đều cho nên thành phẩm nhìn không đẹp bằng mì chiên. Do mì chiên chứa đến khoảng 15-20% thành phần là dầu, cho nên dễ bị hỏng hơn. Các nhà sản xuất phải sử dụng một lượng hóa chất chống oxy hóa để thời hạn sử dụng được lâu hơn. Sau đó, mì thành phẩm được đem đi đóng gói với các gói gia vị mà nguyên liệu chính là muối, đường, bột ngọt, một số ít rau củ, hành tỏi được sấy khô trong biển khô, một ít đạm động vật sấy khô và hương liệu tạo mùi, tạo màu. Mì phải qua hai giai đoạn chế biến, dùng nhiệt là hấp và sau đó đem chiên hay sấy. Một gói hay một tô mì chứa trên dưới 500 calorie rỗng, không chứa giá trị dinh dưỡng. Một số lượng lớn muối, có thể phân nửa số lượng muối ta cần mỗi ngày là 2.300 mg. Ta cần gần một muỗng cà phê muối một ngày. Điều đáng lo nhất là nó chứa một số lượng lớn trans saturated fat,
có nghĩa là chất béo bão hòa, chuyển hóa cao đến 45%. Theo tờ báo điện tử Factory Health, mức độ chấp nhận được của cơ thể đối với chất béo không bão hòa, chuyển hóa này thay đổi theo từng lứa tuổi, giới tính. Hiệp hội tim của Mỹ khuyến cáo đối với người lớn cần 2.000 calorie mỗi ngày, không nên tiêu thụ quá 120 calorie chất béo không bão hòa, chuyển hóa. Nó khoảng 6% tổng hợp calorie hay 13 gram mỗi ngày. Chất béo này rất có hại cho cơ thể vì nó làm tăng lượng mỡ xấu LDL và làm giảm lượng mỡ tốt HDL. Nó làm tăng nguy cơ bệnh tim và làm cho mỡ đóng tụ lại trong máu dẫn đến đột quỵ. Chất béo này là chất béo đáng sợ nhất trong các loại chất béo. Tổ chức Y tế Sức khỏe Thế giới thì khuyến cáo là ta nên phải giảm chất béo không bão hòa, chuyển hóa này xuống ít hơn 4% năng lượng tiêu thụ mỗi ngày. Canxi là chất bột được pha trộn với mì gói. Trong giai đoạn chế biến, có 80% là potassium carbonate và 20% là sodium bicarbonate hay là baking soda. Potassium carbonate là một loại bột trắng ngà được sử dụng trong công nghiệp để làm xà phòng, kiến và đồ sành sứ. Nó cũng được dùng để làm mềm thực phẩm. Nó là hóa chất ăn da khi tiếp xúc trực tiếp. Nếu bạn tiêu thụ một số lượng lớn sẽ bị đau cổ, khó thở, chảy nước miếng, đau bụng, đau ngực, tiêu chảy, tụt huyết áp. Còn sodium bicarbonate được cho là an toàn khi sử dụng để trị chứng ở chua, nhiều axit trong bao tử hay đường tiêu hóa. Nó được dùng rộng rãi trong kem đánh răng, kem thoa da, chống phỏng, chống khô da, bệnh eczema, kem trị côn trùng cắn, sạn thận. Tuy nhiên, nó có một số phản ứng phụ như những người bị phù nề, bệnh hoại tim, bệnh gan và những bệnh có liên quan với cơ thể giữ nước phải cẩn thận vì nó sẽ tăng lượng nước trong cơ thể. Ngoài ra, những ai cao canxi trong máu, cao muối trong máu, huyết áp cao, thiếu kali, thiếu chất sắt phải cẩn thận khi dùng. Một số hóa chất khác cũng được thêm vào mì gói như là sugar ester, chất nhũ hóa có tác dụng giúp thành phần nguyên liệu kết nối với nhau. Nó làm sợi mì mềm, nhìn bóng bẩy và màu sắc ổn định. Sodium phosphate được thêm vào mì để giữ độ ẩm, màu sắc và mùi vị. Tiêu thụ nhiều thức ăn chứa chất này có thể dẫn đến bệnh thận, bệnh tim và có thể tử vong. Sodium succinate có thể dùng như một chất để tăng cường và cải thiện mùi vị của hải sản, tăng vị giác khi ăn. Bột ngọt có một số lượng lớn trong gói bột nêm. Nếu ta tiêu thụ quá nhiều bột ngọt trong một thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh béo phì, các bệnh về gan, bệnh suyễn và làm hư hệ thống sinh sản. Ngoài ra còn có một số hóa chất nhân tạo để tạo mùi vị, chất bảo quản, hóa chất diệt trùng, chất tạo nhũ, chất ổn định, chất tăng cường, chất giữ ẩm có trong mì gói. Tất cả những thành phần đó làm cho gói mì có chất lượng ổn định, nhìn bắt mắt. Mì gói được chế biến thỏa mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng về giá cả, hấp dẫn về mùi vị và hình thức, tiện lợi, nhanh chóng. Đặc biệt, nó có nhiều mùi vị thỏa mãn nhiều nhu cầu khác nhau của nhiều sắc dân ở các khu vực và quốc gia khác nhau: mặn, ngọt, chua, cay, cà ri, hải sản, tôm, thịt, bò, vân vân. Khi ăn mì gói, vị giác của bạn thỏa mãn đến tột đỉnh. Sau một thời gian dài, bạn sẽ mất đi khẩu vị thật của mình, làm cho bạn chỉ muốn ăn những thức ăn đậm đà gia vị và bạn sẽ không còn cảm nhận được vị ngọt thực sự của trái cây tươi, rau quả nữa. Trái cây rau quả tươi không còn trở nên hấp dẫn nữa và bạn bị rơi vào cơn nghiện thức ăn nhanh, dù biết rằng chúng không mang những dưỡng chất bổ dưỡng để nuôi cơ thể. Ăn mì gói lâu dài, bạn sẽ mắc một số bệnh về tim mạch, tai biến, béo phì, bệnh tự kỷ, dị ứng, các chứng bệnh về hệ thống miễn nhiễm.
não sẽ trở nên mệt mỏi quá tải với các hóa chất độc hại. Theo nghiên cứu của trường đại học Minnesota của Mỹ đánh giá về thức ăn nhanh, họ tìm ra những kết luận như sau. Ăn những thực phẩm ăn nhanh từ 2 đến 3 lần một tuần sẽ tăng tỷ lệ tử vong vì các bệnh động mạch vành gấp 50 lần. Nếu ăn hơn 4 lần một tuần, tỷ lệ tử vong nghẽn động mạch vành sẽ tăng đến 80%. Ngay cả chỉ ăn thức ăn nhanh một lần một tuần sẽ tăng tỷ lệ bệnh tim lên 20%. Mì gói hay tất cả những thức ăn nhanh nói chung hấp thụ vào cơ thể rất nhanh. Nó chứa năng lượng rỗng. Cách chúng ta ăn uống ảnh hưởng đến não bộ và não bộ ngăn cản ta nhận ra vấn đề nằm sau sự việc ăn uống đó. Nếu ta thay đổi cách ăn uống, ta có thể kiểm soát được trọng lượng, khắc phục và ngăn ngừa được bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, đau đầu, mụn nhọt, cơ thể suy nhược, ra máu nhiều trong các kỳ kinh nguyệt. Đồng thời, nó sẽ cũng giúp ta thay đổi cách nhìn và thay đổi cảm nhận về cuộc sống một cách đáng kể. Bác sĩ Joe Foreman trong cuốn sách Thức ăn nhanh diệt chủng, Fast Food Genocide của ông có đoạn viết rằng không những thức ăn mà bạn ăn trong giai đoạn đầu đời ảnh hưởng đến sự thông minh và sức khỏe tâm thần, mà thức ăn của người mẹ tiêu thụ trước khi sinh con cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người con. Những hành vi bất thường và bệnh tăng động của trẻ thường tồn tại song song với nhau do thói quen ăn từ nhỏ và cách ăn uống của người mẹ trước đây. Những vấn đề bao gồm cả việc chống lại các hành xử chung của xã hội, không tuân theo luật lệ, ăn hiếp người khác, thô lỗ với động vật, ăn cắp, không có khả năng tiếp thụ ở trường học. Tất cả những vấn đề này đều liên hệ đến thức ăn chứa nhiều dầu và đường khi người mẹ mang thai. Hiện nay ở những nước phát triển, đa số con người chết do ăn quá nhiều những thực phẩm chứa ít thức ăn bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể. Sự xuất hiện đầy rẫy những sản phẩm không lành mạnh đã làm thay đổi toàn bộ lối sống của con người, dần dà tạo ra những thói quen ăn uống tiêu cực phản tự nhiên và tạo ra một hình thức sinh hoạt của xã hội với một hệ quả toàn cầu. Bạn có thể thấy rõ khi trong nhà của hầu hết mọi người Việt ở Bắc Mỹ này, ai cũng có mì gói. Khi bạn đi các chợ bán thực phẩm hay siêu thị, thì mì gói được trưng bày một dãy dài bên trên. Các loại gạo, các loại nếp, lúa mì, bột mì là những thức ăn cần thiết cho con người. Mì gói được trưng bày đủ thứ nhãn hiệu, bắt mắt, có nguồn gốc từ các quốc gia khác nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, vân vân. Đến các loại bún, phở, cháo, ăn liền. Hiện nay có trên 50 nhà máy sản xuất mì gói tại Việt Nam. Anh là một trong 3 công ty sản xuất mì gói hàng đầu với dây chuyền sản xuất tự động hóa. Mỗi ngày có thể cung cấp 1,2 tỷ đơn vị sản phẩm để bán ra trong và ngoài nước. Các công ty thi nhau quảng cáo rầm rộ về cơ sở kiến trúc hạ tầng của họ, về vốn đầu tư hàng triệu Mỹ Kim, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về các tiêu chuẩn của nước ngoài mà họ đạt được. Nhà sản xuất tuyên bố rằng họ đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, thơm ngon, bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Có một câu nói mà ai cũng biết, đó là không có gì xảo trá hơn là quảng cáo. TV thì tràn ngập với các mẫu quảng cáo về mì gói, về những mùi vị thơm ngon, với những hình ảnh hấp dẫn. Câu nói nhấn mạnh vào sự nhẹ dạ của người tiêu dùng. Mì gói được dùng để khuyến mãi, để trúng thưởng, để bốc thăm, vân vân đủ kiểu, để lấy được sự quan tâm của mọi người. Mỗi lần miền Trung bị lũ lụt thì có hàng nghìn thùng mì gói được mua để tài trợ cứu đói cho người dân bị hoạn nạn. Trong cơn nước lũ, sống trong nước lũ với màn trời chiếu đất thì một gói mì gói ăn không cũng có thể giúp cho những người hoạn nạn qua cơn đói. Mì gói là một phương tiện cứu cánh duy nhất vì người dân không thể di chuyển đi nơi khác và không có khả năng ăn các thứ gì khác. Còn bạn và tôi có cần phải ăn mì gói để cho qua cơn đói bụng không? Mì gói có thể làm qua cơn đói, nhưng không thể nuôi sống cơ thể bạn được.
Bỏ một tô mì gói vào bụng là bỏ thêm gần 10 loại hóa chất độc hại vào cơ thể. Ồ, bạn nghĩ chỉ ăn một gói lần này không sao, bao nhiêu người cũng ăn kia mà, có ai chết liền đâu mà sợ. Thấy người khác làm được, mình cũng làm được, lối sống xã hội sẽ lây lan. Dần dần người người ăn mì gói, nhà nhà có mì gói, nó trở thành một văn hóa mì gói của người Việt. Giới sinh viên, học sinh, giới trẻ sống, học tập và làm việc xa nhà, có nên xem mì gói là cứu cánh và ăn mỗi ngày không? Cái văn hóa này lan tràn rất nhanh và nguy hiểm cho thế hệ trẻ. Hóa chất tích tụ lâu ngày trong não sẽ làm cho nhận thức của bạn hạ xuống rất thấp, không có khả năng tư duy và duy trì thể lực lâu dài để học tập và làm việc được. Tỷ lệ thông minh của con người tỷ lệ nghịch với việc ăn uống không lành mạnh. Mỗi lần mua thức ăn, bạn có đọc kỹ trên bao bì là chúng chứa các thành phần nào không? Bạn có cân nhắc đọc xem các hóa chất này là gì? Có bao nhiêu hóa chất trong sản phẩm này? Bạn ăn món này sẽ có tác dụng gì đối với cơ thể? Hay là chỉ để thỏa mãn cơn thèm? Nếu mục đích của bạn là ăn chỉ để làm cho cái lưỡi thỏa mãn, còn những bộ phận khác thì sao? Nó không cần thức ăn sao? Chỉ vì cái lưỡi mà toàn bộ cơ thể của bạn phải gánh chịu hậu quả. Chỉ có tập ăn bằng cái đầu, bằng suy nghĩ của não bộ thì cơ thể mới có thể khỏe được. Chỉ có thức ăn là rau quả còn tươi sống mới cho bạn nhiều năng lượng sống và cho sức khỏe tốt. Hãy nói không với mì gói hay tất cả những thức ăn nhanh độc hại. Chỉ mua và ăn những thức ăn có dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể. Tăng cường mối quan hệ gia đình, bạn bè có cùng chung sở thích ăn uống lành mạnh để có thể giúp nhau cùng sống vui, sống khỏe. Ngọc Nga xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.